Thưa quý vị khán giả, dịch bệnh COVID-19 hiện đang gây ảnh hưởng đến 214 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Mỹ vẫn đang là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Trong khi đó, thì Italia, Pháp và Tây Ban Nha đều ghi nhận thêm các ca nhiễm virus SARS-CoV-2, buộc chính phủ các nước phải tăng cường các biện pháp để chống dịch. Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh đang có chuyển biến khả quan khi liên tục 24 ngày qua không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị số 19 về các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Trong những ngày qua, sau khi các biện pháp cấp bách phòng chống dịch được nới lỏng và tạm dừng việc cách ly toàn xã hội, thì nhịp sống của người dân cơ bản đã trở lại bình thường. Số lượng người dân đến các bệnh viện, cơ sở y tế đã đông trở lại. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại nhiều trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa tỉnh, sau khi thực hiện nới lỏng việc giãn cách xã hội, thì nhiều người dân lại có thái độ chủ quan, lơ là trong việc khai báo y tế, khám sàng lọc. Có một số người dân khi được nhân viên y tế hướng dẫn khai báo y tế thì chỉ khai báo sơ sài hoặc thiếu thông tin, cung cấp thông tin không chính xác. Trong khi đó, một số khác lại cho rằng Tây Ninh đã không còn dịch bệnh nên việc khai báo y tế và kiểm soát dịch bệnh không cần thiết và mất thời gian của người bệnh. Thậm chí còn nhiều trường hợp phản ứng mạnh khi được các nhân viên y tế nhắc nhở. Trong công tác này thì bệnh viện theo chỉ thị của các cấp, bệnh viện ngay từ đầu mùa dịch đã thực hiện rất là nghiêm túc. Tuy nhiên, do tâm lý của người dân gần đây tương đối là chủ quan hơn, cho nên những trường hợp sàng lọc đã bệnh viện đã gặp những trường hợp đụng phải các phản ứng của người dân, thì bệnh viện rất hiểu là cái nhu cầu về mặt tình cảm. Tuy nhiên, góp phần vì cái sự an toàn chung của toàn xã hội, bệnh viện cũng mong muốn bà con khi đến thăm nuôi bệnh nhân thì hãy nén lòng lại và cố gắng sắp xếp ở một cái điều kiện, một cái thời gian thuận lợi hơn là trong mùa dịch bệnh này. Thì bệnh viện cũng trong thời gian qua, bệnh viện đối với cái đội sàng lọc của bệnh viện cũng đã rất là mềm dẻo, giải thích. Và nhưng mà vẫn cương quyết thực thi các cái việc sàng lọc này để đảm bảo cho cái sự an toàn cho cả người bệnh và cho cả những người đến thăm. Theo chỉ thị số 06 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này là đảm bảo sức khỏe của người dân. Mặc dù trong nhiều ngày qua, Việt Nam không ghi nhận thêm các ca mắc mới, nhưng lại xuất hiện một số trường hợp khỏi bệnh đã tái dương tính. Bên cạnh đó, trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 nhưng lại không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng. Đối với những trường hợp này, người bệnh lại không biết mình đã nhiễm bệnh mà tiếp xúc với nhiều người khác, khiến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao. Về việc sàng lọc, thì đây là một trong những cái bước rất là quan trọng. Bởi vì thông qua sàng lọc thì chúng ta có thể phát hiện được những cái mầm bệnh. Và từ những cái mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm, thì nhân viên y tế sẽ tiếp tục thực hiện việc khai báo. Chính sự khai báo này giúp theo dấu những trường hợp có tiếp xúc gần. Từ đó chúng ta mới có thể kiểm soát được dịch bệnh. Chúng ta sẽ khống chế ổ dịch, chúng ta khoanh vùng và chúng ta dập dịch được tốt. Cho nên việc sàng lọc và việc khai báo y tế là không thể thiếu được trong bất kỳ một công tác phòng chống dịch bệnh nào. Gần đây thì do các cái biện pháp giãn cách xã hội đã được chính phủ giảm nhẹ. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết là môi trường bệnh viện là môi trường rất là dễ bị tổn thương trong cái việc lây nhiễm dịch bệnh. Bởi vì môi trường bệnh viện là một cái môi trường nó có thể ẩn chứa rất là nhiều mầm bệnh. Những người bệnh là những người có bệnh nền và suy giảm sức đề kháng. Các cái động tác thăm nuôi cũng như là chăm sóc bệnh nhân, nó sẽ không thể tuân thủ được cái nguyên tắc khoảng cách giao tiếp. Và cuối cùng là cái phòng bệnh, dù gì cũng không thể là một cái môi trường thoáng thực sự. Chính vì thế là bệnh viện là một cái nơi tiềm ẩn cái nguy cơ lây nhiễm kéo rất cao. Và khi một mầm bệnh đi vào môi trường bệnh viện hoặc là lây từ trong môi trường bệnh viện ra ngoài,
thì một cái tác hại đối với xã hội rất lớn. Cho nên mặc dù các cái biện pháp giãn cách xã hội đã được giảm nhẹ, nhưng mà tại bệnh viện thì vẫn phải được thực hiện nghiêm túc. Việc khám sàng lọc, khai báo y tế tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất cao trong việc phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 để kịp thời xử lý và ngăn chặn, không cho dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chúng ta vừa qua chúng ta có 3 ca nhiễm COVID-19 và đã được điều trị khỏi và không xảy ra hiện tượng lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Đây là một trong những cái thành công của tỉnh. Cái việc này nó gồm sự hiệp sức của rất là nhiều ban ngành trên toàn tỉnh. Và những các trường hợp này đều được phát hiện ngay tại cửa khẩu thông qua việc sàng lọc và khai báo y tế. Cho nên chúng ta rõ ràng là tất cả các trường hợp chúng ta đều kiểm soát tại bệnh viện. Những trường hợp nào tiếp xúc gần chúng ta kiểm soát tại khu cách ly tập trung. Và trong cái thời điểm vừa qua là không xảy ra lây nhiễm chéo. Chuyên mục phòng chống dịch bệnh COVID-19 hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem và cập nhật những thông tin mới nhất về dịch COVID-19 lúc 16h45 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số, YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!